Xin chào quý khán giả, tôi là bác sĩ Viên, hiện tại công tác tại Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi tiêu hóa Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay tôi sẽ xin trình bày một số thông tin về bệnh viêm túi thừa đại tràng. Túi thừa đại tràng là những cái túi nhỏ xuất hiện dọc theo những cái thành của đại tràng. Thì viêm túi thừa xảy ra khi những cái túi nhỏ báo viêm. Triệu chứng của viêm túi thừa đại tràng thường không điển hình ha. Có thể gặp những cái triệu chứng như đau bụng, có thể kèm theo sốt, tiêu chảy hoặc là táo bón. Những cái cơn đau có thể là từng cơn hoặc là đau liên tục ở một vùng bụng bên phải hoặc bên trái. Nó rất là dễ nhầm lẫn với những bệnh lý khác của đường tiêu hóa. Cho tới hiện tại người ta vẫn chưa xác định rõ nguyên nhân là gì. Tuy nhiên người ta có nhận thấy mối liên quan giữa một số yếu tố nguy cơ với bệnh viêm túi thừa đại tràng. Thứ nhất là thừa cân béo phì, thứ hai là chế độ ăn ít chất xơ và thường xuyên bị những vấn đề như táo bón, bệnh nhân đái tháo đường, vân vân. Thì viêm túi thừa hiện tại mình sẽ phân loại theo cái tình trạng biến chứng của túi thừa. Thứ nhất là viêm túi thừa có biến chứng, thứ hai là viêm túi thừa không biến chứng. Bệnh túi thừa không có biến chứng thì mình sẽ điều trị nội khoa là chủ yếu. Trường hợp viêm túi thừa có biến chứng mình có thể xem xét điều trị nội khoa ban đầu. Nếu trường hợp mà nó không đáp ứng thì có thể phải can thiệp phẫu thuật. Chẩn đoán viêm túi thừa dựa vào lâm sàng thì rất là khó. Cho nên thường mình sẽ kết hợp theo siêu âm hoặc là CT, đôi khi là MRI. Thì CT hiện tại là một trong những cái phương tiện chẩn đoán hình ảnh cho cái độ nhạy và độ đặc hiệu cao, cũng như là nó cho phép đánh giá cái tình trạng biến chứng của túi thừa, định hướng cái phương pháp điều trị tiếp theo. Thì biến chứng viêm túi thừa ở đây giai đoạn cấp thì viêm túi thừa có thể thủng tạo thành những cái ổ áp xe trong ổ bụng. Một số trường hợp thủng túi thừa không được khu trú bởi những cái cơ quan lân cận, nó diễn tiến thành viêm phúc mạc, và trong trường hợp đó thì mình phải mổ cấp cứu để xử lý. Về mặt mãn tính thì những cái viêm túi thừa lâu dài có thể dẫn đến những cái rò tiêu hóa hoặc là chích hẹp đại tràng, hoặc là gây tắc ruột, hoặc là nó rò phân qua một cái cơ quan khác lân cận như là bàng quang hay là âm đạo hoặc là thành bụng. Ngoài ra tình trạng viêm tái đi tái lại nhiều lần của cái túi thừa đại tràng cũng được xem là một yếu tố thuận lợi của vấn đề ung thư đại tràng. Nếu trường hợp viêm túi thừa chưa có biến chứng, theo dõi điều trị nội khoa bằng kháng sinh giảm đau và dinh dưỡng hỗ trợ, bệnh nhân có thể nhịn ăn trong giai đoạn cấp. Khi tình trạng cải thiện có thể xem xét ăn lại. Trường hợp viêm túi thừa có biến chứng nặng như là viêm phúc mạc mũ hoặc là viêm phúc mạc phân thì trường hợp đó đòi hỏi phải phẫu thuật cấp cứu để điều trị. Còn một trường hợp nữa là mình viêm túi thừa chưa có biến chứng, tuy nhiên theo dõi điều trị không đáp ứng, bệnh nặng lên mình cũng can thiệp phẫu thuật để điều trị. Phòng ngừa viêm túi thừa tập trung vào lối sống và chế độ ăn, vận động thường xuyên, thể dục thể thao, ăn thức ăn gì nhiều chất xơ, hạn chế táo bón, tránh những chất kích thích rượu bia. Ngoài ra khi mà mình phát hiện đau bụng mà không rõ nguyên nhân, có thể kèm với sốt hoặc không sốt, kết hợp với tiêu lỏng hoặc là táo bón thì nên đi khám sớm để xác định vấn đề là gì, trong đó có thể là viêm túi thừa. Đó là một số thông tin tôi đã cung cấp cho quý khán giả về bệnh viêm túi thừa đại tràng. Thì trong những chương trình sắp tới, chúng tôi sẽ có những cái buổi giới thiệu những cái thông tin về những bệnh đường tiêu hóa khác như là thoát vị bạn, thoát vị thành bụng. Khán giả có thể share và đăng ký để theo dõi thêm. Xin chào quý khán giả.